Xin chào chị Lan Anh. Ra Tết đến giờ hôm nay mới gặp lại chị đây. Ăn Tết có vui vẻ đúng không chị? Vui em ạ. Tết vui. Vâng, hôm nay thì em xin phép là làm phiền chị một chút thôi nhé. Tại vì là mình hẹn nhau trước Tết rồi. Là ra Tết là chúng ta sẽ chia sẻ với các khán giả cái quá trình mình làm dịch vụ. Thì hưởng nhân ngày hôm nay chị đến thì em sẽ xin phép là giới thiệu với các khán giả đang theo dõi live stream. Là đây, mọi người có thể là xem lại hình ảnh của chị Lan Anh nó đầu tiên. Một chút xíu thôi. Để cho mọi người nhìn lại thấy. Mọi người nhìn thấy ngày đầu tiên của mình như thế nào và sang ngày hôm nay cơ thể của mình như thế nào đúng không chị? Không dám nhìn lại. Không dám nhìn lại đúng không ạ? Các chị có thể là nhìn thấy bụng của chị Lan Anh đúng không? Phần bụng rất là to luôn. Bụng rất là nhiều mỡ, bụng trên, bụng dưới và đặc biệt là hai bên eo gần như là không có một chút thắt eo nào luôn đấy chị. Đấy, mọi người thấy rất là rõ rồi đúng không ạ? Nhưng mà ngày hôm nay thì chị Lan Anh đã có một cái diện mạo hoàn toàn mới. Tức là mình làm cái thời điểm vào trước Tết thì chị có thể là chia sẻ với các khán giả cái quá trình của mình đào thải mỡ như thế nào chị? Tháng rưỡi mà chị giảm được 12 cân. Giảm được 12 cân? 20 cm vòng bụng. 20 cm cho một vòng bụng luôn. Chị thấy bụng của chị có thay đổi nhiều không? Có, nó nhẹ nhõm đi rất là nhiều. Này, những cái vùng eo của, ấy của chị là nó bớt mỡ, nó đỡ sập sệ. Trước bây giờ quần áo nó cứ bình bình rồi. Bây giờ mặc quần áo, các cái váy chắc là mặc rất là tự tin rồi đúng không? Không phải hóp bụng, không phải ấy nữa. Mọi khi là mặc xong là nhiều khi là phải mặc những cái bộ đồ tối để nó che, hoặc là dùng những cái để che bụng đi. Cái lúc đấy là mình không tự tin nên là mình phải mặc cái gì đi ra ngoài phải nên khó thở lắm, khó chịu đúng không ạ? Em thấy bụng của chị nó cũng không phải là bị dạn nhiều, trì sệ nhiều đâu, nhưng mà hai bên eo là không có mỡ, không có thắt eo. Đây là giảm rồi. Đây là giảm rồi. Là nhưng mà cái ngày trước của mình trước đấy, là bụng là hai bên là hông rất là to này, bụng ở dưới là cũng rất là nhiều mỡ này. Ôi không dám nhìn lại. Bây giờ thấy tự tin hơn nhiều không chị? Ừ, chị thấy tự tin hơn. Chị làm khoảng tầm bao nhiêu lâu sau là chị bắt đầu thấy đào thải mỡ rồi? Được khoảng lúc 2 tuần đầu thì nó chưa có cái gì rõ rệt mấy đâu, khoảng 2 tuần sau thì bắt đầu là nó có hiện tượng nó đào thải mỡ ra ấy. Thì khi mà mình đi vệ sinh ấy, thì ngọc bồn cầu nó có những cái váng mỡ, mình thấy da váng mỡ nhiều đúng không? Hai tuần đầu là gần như là không thấy gì. Nhưng mà hai tuần đầu là cũng có giảm một chút rồi, em thấy là cũng có một chút, nó giảm được khoảng tầm hơn cân. Thật ra thì cái quá trình mình đào thải mỡ tùy từng khách hàng ấy, có những khách rất là nhanh nhé, có những khách 2-3 ngày đã đào thải mỡ rồi, nhưng mà có những khách cơ địa tế bào mỡ của mình bị cứng thì có thể là tầm 1 tuần hoặc là 2 tuần thì chị mới thấy. Cái trường hợp của mình là cũng là đào thải muộn đó, nhưng mà tuy nhiên là cái kết quả mang lại thì nó cũng rất là ok đúng không? Bụng rất là nhỏ nhắn rồi. Bây giờ là chị ở nhà là mình mặc các cái váy là ngày xưa chưa? Đã mặc được váy ngày xưa chưa? Chị mặc được hết. Mặc được mặc vừa hết rồi. Trước thì cứ nó béo xong là mua về xong cứ chỉ để ngắm. Cha làm được cái chung phụ nữ rất là khổ. Ra ngoài nhìn thấy mọi người ấy chụp ảnh body khoe các thứ là nhìn là cứ sốt xịch xịch lên. Phụ nữ rất là khổ vì sinh xong ấy, ai cũng thế, không giữ được dáng là bắt đầu là bụng là sổ ra đấy, xong chị rồi là ra đi tập ấy. Chị đi tập gym nhá, mua khóa tập cũng khá cũng đi tập gym luôn. Đi tập gym sau đó là tập gym thì nó mệt quá, nó mệt không chịu được, thế là lại đổi sang tập yoga. Tập yoga thì nó cũng chỉ dẻo dai thôi chứ nó không tác dụng được vào cái phần bụng, mà nó chỉ được một số bộ phận, ví dụ như là chân tay này, các cái cơ đấy nó đỡ nhức mỏi, nhưng mà cái bụng này là cái mỡ nó vẫn còn, nó vẫn lồi, không tác dụng được đấy. Nhưng mà sau khi mà mình tăng cân nhá, thì phụ nữ thì béo béo một chút thì cũng đẹp, nhưng vấn đề cái mỡ, nhìn mà cái bụng mà nó lồi lên như bà bầu, trông cái dáng xấu. Đúng rồi, mặc cái gì nó cũng không tự tin được đấy. Bây giờ là đến sắp đến là mùng 8 tháng 3 rồi, còn tầm 10 ngày nữa thôi là đến mùng 8 tháng 3 rồi, là các chị là tự tin là diện đồ rồi đấy. Quyết tâm làm trước Tết là để mùng 8 tháng 3 là diện váy đi làm để cho đẹp đấy. Rồi thì ra đi làm váy công sở, rồi là thi thoảng đi dã ngoại hoặc là đi chơi, đi picnic thì... Chị Lan Anh thì là một người rất là quan trọng về hình thức luôn. Ủa, chị thực sự nếu mà không đẹp thì chị không dám ra ngoài. Ví dụ như đang ở trong ấy, chỉ cần mặc cái đồ mà đã xấu xấu rồi mọi người hẹn đi cà phê, cà pháo là không muốn đi rồi. Dạ. Thế nhưng mà bây giờ thì chỉ cần ra ngoài mà gặp khách hàng thì chung là mình tự tin cái vóc dáng quan trọng. Đúng rồi, vì như lúc đầu là gặp, lúc hôm đầu tiên gặp chị Lan Anh là thật ra là nhìn nó cũng không phải là béo quá đâu, mà chị cũng rất là biết ăn mặc, cũng biết che đi cái khuyết điểm của mình. Tuy nhiên là để mà mặc các đồ ôm body hay là những cái đồ mà tôn dáng thì nó không được tự tin. Đấy, nhưng mà ngày hôm nay thì chắc chắn là tự tin mặc những cái váy là đẹp nhất, những váy ôm body đẹp nhất là có thể là mặc được rồi. Cái che nó chỉ là tạm thời, quan trọng là mình xử lý cái gốc rễ ở trong cái vấn đề. Chị làm xong rồi chị về có thấy cơ thể của mình nó khỏe hơn không? Ngày xưa hay khỏe, bị mất ngủ, bây giờ thì nó nhẹ nhàng, nó không vẫn ăn ngon ngủ kỹ, người thì vẫn đẹp. Có thể vui cái vẻ là cái tinh thần nó thoải tinh mái đúng không? Cái mình đẹp rồi mình thoải mái hơn, như trước đây á kiểu người mình nó
béo xong nó sập sệ là lúc nào cũng có bẩn ấy. Có bẩn dồn nén lên hết anh xã. Anh xã hôm anh xã bảo dồn lên chồng lên con. Anh xã bảo từ ngày chị đẹp lên gái anh cũng nhạy nhõm rất là nhiều. Về thấy vợ tươi tỉnh không hay bị vợ cằn nhằn nữa. Ra ngoài thấy vợ mặc đẹp và lo ngay ngay. Lo sợ vợ ra ngoài nhiều anh ngắm nghía vợ mình. Thế là cái quá trình đào thải mỡ của mình như vậy rồi thì không biết là ở cái thời điểm mà chị làm đến ngày hôm nay là phải được tầm gần 2 tháng rồi đấy. Đúng không ạ? Thì chị đã cảm thấy hài lòng với cái vóc dáng này của mình chưa? Chị đã tạm hài lòng rồi, nhưng mà nhỏ hơn tí nữa thì còn yên tâm chị... em sẽ còn hỗ trợ để cho chị giảm nữa, để cho mình siết thêm cái vòng eo của mình nữa. Ngày hôm nay là các bạn đang hỗ trợ cho mình săn chắc da và định hình thêm cái vòng eo của mình ấy, để mình có cái thêm thắt eo của mình nó được đẹp hơn. Đó, thì gần tới ngày 8 tháng 3 rồi thì em cũng chúc cho chị Lan Anh càng ngày càng xinh đẹp này, càng ngày càng trẻ trung và tự tin hơn. Và hy vọng là ngày hôm sau mà nếu mà chị Lan Anh có tới thì mình có thể là xin được hình ảnh của chị lúc mà chị đứng thì mặc cái váy thật là đẹp để cho mọi người nhìn thấy nhá. Đây hứa cho em nhá. Vâng, cảm ơn chị Lan Anh rất là nhiều. Cảm ơn các khách hàng đang theo dõi livestream ạ. Và hy vọng là gặp lại chị Lan Anh trong một thời gian tới với một cái viện diện mạo đẹp hơn. Anh cảm ơn chị. Cảm ơn em nhé. Dạ. Chu đáo quá. Vâng, sau qua nhớ mặc cái váy xinh xinh vào chị nhá. Vừa xinh váy đẹp nào mà còn vừa khéo thế này làm sao mà các chị bỏ được các em. Đấy, phải làm cho các chị đẹp để các chị lúc nào cũng nhớ đến các em đến Korea. Dạ. Ok em. Nhá chị nhá. Chị sau sẽ qua giới thiệu mọi người qua đây cho bên em. Dạ, anh cảm ơn chị. Viện Thẩm mỹ Korea với hai địa chỉ duy nhất trên toàn quốc: tòa nhà số 100 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội; tòa nhà số 1 Trần Nhật Duật, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Tổng đài 1900 0361, hotline 0911 85 9999, website việnthẩmmỹkorea.vn.